Rồi mình có cái Spring thì mình sẽ có gồm có mấy cái chức năng mà mình đang còn ở đây. Cái estimate size là cái nội dung của cái khối lượng công việc, cái priority là cái mức độ ưu tiên. Spring thì Spring 1 mình đang làm Spring 1 đó. Cái task owner thì chắc tín tín nó để giao giao task cho mỗi người. Cái estimate effort là cái thời gian mà cái estimate effort là mình cái thời gian mà mình ước lượng để mình làm ha. Rồi bây giờ thì mình còn một số chức năng mình liệt kê đây, là hạn như cái giờ tìm kiếm bài. Size thì chắc cũng medium thôi. À mấy bạn ha, medium thì cái này nó cũng không khó lắm. Priority nó cũng quan trọng đấy. Task owner như là như estimate effort thì cái này mình làm trong khoảng cái này tính trong ngày hay sao ta? Estimate effort tính trong ngày hả? Đi theo giờ đó, rồi mỗi ngày là 8 tiếng đó. Cũng được 8 tiếng hả? Trong một ngày 8 tiếng đi, cái này là 16 tiếng. Rồi thứ hai là cái người dùng có thể đăng nhập, khi đăng nhập Thêm bài bài viết, viết. à thêm bài viết của một người đó cũng quan trọng luôn, medium, nhưng mà chưa chưa kỹ. Thêm bài viết hai đó, medium. Rồi cái priority nó cũng Một. sao lại một Đang cái đăng nhập đang mà viết ta viết thì phải mình sẽ có chủ đăng. động chứ. Quan Đúng trọng rồi, chứ, cái của mình cái là bài những viết là quan cái trọng, đó thôi. cái thuật cũng thể chưa quan trọng nhưng mà cái ấy nó quan trọng, À, là năm mới là quan trọng hơn ấy là cái đăng bài viết hả? thì không đăng được, Ok, lưu bài viết thì không. cái mức độ ưu tiên thì sao? Mức độ ưu tiên là cái số 1 với số 5 là số nào lớn? Thì chắc từ nhỏ lớn thôi. Là số 1 là ưu tiên đầu tiên á Không, ý là mức độ priority là mức độ 3 là mức độ cao á. hả? Tôi nghĩ À, vậy. vậy là càng cao là càng ưu tiên lớn đúng không? Priority 1 năm. Người dùng sau khi đăng nhập có thể lưu bài viết của người dùng khác. Cái này lâu, cái này cũng chưa quan trọng lắm. Cái này là người dùng sau khi đăng nhập, từ từ nha, người dùng sau khi đăng nhập có thể theo dõi người dùng khác, cũng cái này cũng bình thường thôi đúng không, medium, không có phức tạp lắm. Cái này cũng không, cái priority cũng không quan chưa quan trọng. Cái người dùng sau khi đăng nhập có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, người dùng sau khi đăng nhập có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân này là medium nè. Priority người dùng sau khi đăng nhập Ẩn hiện bài viết. ẩn hiện bài viết, cái này cũng quan trọng. Ẩn hiện bài viết là chỉ có vô thôi, lâu. Cái priority hiển thị thông tin chi tiết của bài đăng. Reality bị ngột rồi đó. Cái gì đây là tivi ngột? Là một là lớn nhất À, một là lớn nhất hả? á. Một là lớn nhất. Một là lớn nhất thì mình sửa lại thôi. Điểm 2. Cái này số 1 nè, có số 1 này, này là số 3.
em mà chắc tao nghĩ là cái priority là cái hướng của mình làm, chứ không phải là cái nào ưu tiên quan trọng đầu tiên, cái nào đầu tiên á, là theo số thứ tự luôn á. Không ta? Nào Ở nhưng làm trước làm sau mà hay sao? cái nào làm Làm trước làm sau tao nghĩ cái đúng nào làm trước là cái nào tao nghĩ là cái nào làm trước làm sau luôn á. Ừ, để xác cái estimate size này đó. Công ty công ty viết rồi đăng rồi người dùng của mình, người dùng khi đăng nhập có thể chuyển sang cá nhân rồi, chắc cái này ok rồi ha. nếu mà hiển thị thông tin mà hai thì cái đa cái đa cái Không không đăng ra bài nó viết cái mới cũng cao chứ. nè, à đăng bài viết đó hả, đăng bài Ừ, viết thì nó cũng hai. Ừ này hai đi, ừ, chứ nó quan trọng mà. Cái follow cũng khó. follow rồi. Luôn bài viết này là medium đi là được rồi. Ủa, Rồi cái estimate size, rồi cái priority, cái nào quan trọng nhất nè, giờ xác định là cái nào quan trọng nhất nè. Người dùng có thể cái đăng đăng nhập, bài viết đăng bài viết là một nè, hiển thị thông tin của bài viết là cũng là số 1 nè. ưu tiên làm trước đúng không? Tôi đi làm trước. Rồi người dùng sau khi đăng nhập có thể hiển thị trạng thái ẩn hiện của bài viết, cái này cũng chưa quan trọng đâu. Cái đó thì người đúng rồi. Xong Cái rồi người cái dùng sau khi đăng nhập có thể chỉnh sửa thông tin chưa quan trọng lắm đâu, nhưng mà nhanh. tìm kiếm hay chỉnh sửa thông tin, tìm kiếm cái số 2 Đăng nhập với đâu? Lưu bài viết. Theo dõi. dùng sau khi đăng nhập có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân. Rồi, chắc này là ổn rồi đó. Ông này rất lâu. Cái gì đang người dùng sau khi đăng nhập có thể đăng một cái mới. Thêm bài mới là Nhi Nhi làm phần đó đó tiếng. Cái người dùng sau khi đăng nhập có thể lưu bài viết của người khác, cái này là hại nè, hãy kêu nè. Đúng rồi, cái đó với lại cái phần theo dõi người khác nó cũng giống, nên là hai phần đó là của tôi á. Ở dưới luôn, ở ngoài đúng rồi, cái tiếp theo luôn đó là cái lưu bài viết với lại theo dõi nó cũng khá tương tự nhau. Của mình làm nào, còn cái đăng nhập hiển thị chẳng hay ẩn hiện mà hết, cái ẩn hiện này mình làm chưa ta, hay chưa? Tôi làm rồi á. À, hiện là Nhi. Ừ hiển thị thông À, tin hiện của em vừa biết là để tôi. Đúng rồi. estimate effort, người dùng có thể tìm kiếm tiêu đề thì à đâu, cái này là cái gì người dùng trên và trang cá nhân nữa. Cái này có trang cá nhân nữa. Rồi à, cái estimate import là người dùng sau khi đăng nhập có thể đăng bài viết mới. nó quan trọng nên thời gian dị nhiều xíu. Đâu tùy, có thể tùy vào cái mức độ của size này nữa chứ. Và hai tiếng đi, tùy vào mức độ của size này nữa Tầm 4 ngày á hả? 32 tiếng tầm 4 ngày hả?
Thôi 3 ngày thôi. À 24 chứ, lộn không phải. Phải đó, gần 24. Còn người dùng có thể đăng nhập, có thể lưu và viết của người khác. Cái này cũng căng. 24 ngày luôn. À 24 giờ. Cái này dựa vào cái kia thì chắc là 30 tiếng. Khi người dùng có thể đăng nhập và chỉnh sửa 48 tiếng là 5 ngày hả? Ờ, mình phải lấy thêm cái kia nữa. Rồi người dùng sau khi đăng nhập có thể trang 8 ngày rồi đó nha, gần cả tuần rồi đó. 8 tiếng một ngày là cái này là nào? Nhưng mà cái này là nhiều người làm mà đâu phải một, cái này là nhiều người làm đâu phải một người làm đâu. Hả? Ý là chẳng hạn như bạn Nhi bạn làm 16 với 24 nè, 24 với 20 nè, kiểu vậy. Sau khi người dùng đăng nhập có thể thay đổi trạng thái ẩn hiện của bài viết mình. Ẩn hiện là nó chỉ có một cái nút thôi mà, ẩn hiện cũng chỉ tầm khoảng 5 tiếng thôi. Hiển thị thông tin chi tiết của bài đăng. Hiển thị thông tin chi tiết của bài đăng. Ờ, tầm khoảng 5 tiếng. Sao cái này mà tính thôi, cả bắt em đâu nghe đó. Ờ, nhiều quá tiếng rồi. Rồi, cũng bây giờ mình lập kế hoạch thì cũng sơ sơ vậy đó. Rồi chắc cũng ổn. Rồi mấy bạn cố gắng làm rồi có gì viết vô trong cái ấy nha, trong cái spring backlog nha. Rồi, buổi họp của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc.